mà giờ 50 mét là mở được à? Tầm khoảng 50 mét. Nó mà nào vào chỗ kia rồi bỏ đẩy không ra đúng không? Vâng. Đẩy ra khi khóa đây không khóa được đâu. Khóa rồi đẩy không ra, đẩy tay ra. Không. Cụp mạnh nhá. Nó hai cánh rồi lá hèm nó chạm vào nhau rồi. Mở một cánh thôi. Không có lá hèm thì nó làm gì va kêu được. Không. Tổng cái nặng nó chỉ chạm nhẹ nó kêu vang rồi. Giật luôn kìa, nó không nhẹ nhàng rồi kìa. Người nó mạnh quá ấy. Nó phanh đấy. Nó phanh mạnh quá ấy. Nó vào cái con hạm mà nó phanh đấy.